với kênh YouTube của Điện Máy Nissan. Nếu như các bạn đang cần tìm một thiết bị đun nước nóng vừa nhanh chóng này, vừa năng suất, hiệu quả mà đặc biệt là tiết kiệm được chi phí thì chắc chắn không thể bỏ qua video này. Xin được giới thiệu chiếc máy đun nước nóng BT2 ngay bên cạnh tôi đây, một thiết bị đun nước nóng với rất nhiều những ưu điểm vượt trội. Vậy những ưu điểm đó là gì thì hãy cùng Nissan khám phá chi tiết trong video này nhé. Điểm đặc biệt đầu tiên khi nhìn vào chiếc máy này đó chính là toát lên được vẻ sang trọng và bắt mắt, cực kỳ gọn gàng nữa. Bạn sẽ thấy là chiếc máy ở đây được thiết kế với dạng hình hộp chữ nhật kín, và phần phía trên này thì sẽ được lõm xuống, trũng xuống một phần để người dùng có thể thuận tiện lấy nước ra. Kích thước của máy thì sẽ khoảng từ 60 với chiều dài, 36 với chiều rộng và 111 với chiều cao, trọng lượng sẽ là khoảng 30 kg. Như vậy thì bạn có thể dễ dàng đặt ở bất cứ không gian nào vẫn tối ưu được diện tích. Một ưu điểm khác nữa đó chính là về phần chất liệu. Ở đây thì bạn sẽ thấy là chiếc máy này được làm từ chất liệu inox cao cấp, chống han gỉ tốt và chống bám màu bám mùi. Chất liệu này thì cũng có độ bền rất là cao và cũng rất là dễ dàng để vệ sinh và lau chùi, nhờ đó mà người dùng có thể thuận tiện sử dụng hơn và luôn luôn giữ được vẻ ngoài sáng bóng cho chiếc máy này. Toàn bộ những chi tiết hay là bộ phận thì đều được sắp xếp tối ưu hóa, nằm gọn ở trong khu vực thân máy. Khi mở cửa tủ ra thì bạn sẽ thấy là trong đây thì sẽ gồm bình chứa nước nóng này, hai cột lọc này và những bộ phận những chi tiết nhỏ khác nữa. Hai cột lọc ở đây thì có tác dụng rất là quan trọng, một cục lọc trong và một cục lọc than, nhờ đó mà nước sẽ được lọc sạch nhất, đem lại sự an toàn và tiện dụng cho người dùng. Bên cạnh đó thì bạn sẽ thấy là máy được trang bị với bình chứa nước khá lớn, dung tích là 18 lít, nhờ đó mà người dùng có thể sử dụng được lượng nước khá là nhiều. Ngoài ra thì ở trên bình nước thì bạn sẽ thấy là được trang bị một thanh nhiệt củ được làm hoàn toàn bằng đồng nguyên chất cho khả năng gia nhiệt rất là nhanh và ổn định. Thanh nhiệt ở đây thì được trang bị với công suất khá cao là 2000W, chỉ vài phút thôi là đã đun sôi được lớn nước đầu tiên rồi. Nếu như với cách đun thông thường thì các bạn sẽ phải tiếp nước nhiều lần, thế nhưng với chiếc máy này thì bạn hoàn toàn không phải lo lắng về việc nguồn cấp nước nữa. Ở đây thì máy sẽ được kết nối trực tiếp với nguồn cấp nước và được trang bị thêm van khóa điện tử rất là an toàn và rất là thông minh. Van sẽ tự động cấp nước vào và khi mà đạt mức độ nhất định để tránh tràn ra ngoài thì van sẽ tự động khóa nước. Điều này thì không những đảm bảo rằng là nguồn nước của chúng ta sẽ được cấp và làm nóng liên tục mà còn đảm bảo an toàn cho thanh nhiệt sẽ không bị cháy hỏng. Một bộ phận cực kỳ quan trọng không thể thiếu được nữa đó chính là bảng điều khiển. Nhưng bạn sẽ thấy là bảng điều khiển ở đây thì được trang bị nằm ngay trên khu vực thân máy, và đây là bảng điều khiển cảm ứng. Ở trên đây thì sẽ có các nút công tắc là tăng giảm nhiệt độ. Nhiệt độ thì sẽ được hiển thị ở ngay giữa khu vực bảng điều khiển này. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là máy còn được trang bị cảm biến nhiệt với khả năng tự động ngắt khi đạt đến nhiệt độ đã cài đặt và sẽ tự động bật trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép. Nhờ vậy mà máy của chúng ta sẽ luôn luôn được giữ nóng ở một mức độ nhất định và đảm bảo sẽ tiết kiệm điện năng hơn nhiều. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua một số bộ phận cấu tạo và những đặc điểm ưu việt của thiết bị này rồi. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng để chiếc máy này được bền lâu hơn nhé. Để tránh việc quên làm thanh nhiệt bị cháy hỏng thì bước đầu tiên bạn sẽ cần phải cấp nguồn nước cho máy. Tiếp đến là bạn kết nối máy với nguồn điện dân dụng 220V, lúc này thì đèn báo sẽ sáng, báo hiệu máy đã sẵn sàng hoạt động. Nhấn nút công tắc nguồn trên bảng điều khiển, sau đó chọn chế độ làm nóng phù hợp và đặt mức nhiệt mong muốn nhờ nút tăng giảm nhiệt bên trái và bên phải nút nguồn. Cài đặt xong thì bạn chỉ cần chờ khoảng vài phút là có thể lấy nước sôi rồi, cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi đúng không nào. Khi không còn nhu cầu dùng máy thì bạn ngắt kết nối nguồn điện, nguồn cấp nước và vệ sinh sạch sẽ để máy được bền lâu hơn, luôn đẹp như mới. Lưu ý, nước luôn phải đảm bảo ngập trên thanh nhiệt. Mỗi lần lấy nước chỉ nên lấy tối đa khoảng 1/2 dung tích của khoang chứa nước để đảm bảo hoạt động của máy cũng như tuổi thọ của thanh nhiệt. Làm sạch máy thường xuyên bằng khăn mềm. Khi mua sản phẩm máy đun nước nóng tại Điện Máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá từ 20 đến 30% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy là 12 tháng, bảo trì, sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng Điện Máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy đun nước nóng thì Nissan còn cung cấp thêm một số sản phẩm liên quan khác để phục vụ công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn như bàn giữ nóng thực phẩm, máy tạo viêm thịt, các loại nồi điện Nissan. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay đến hotline trên màn hình 0766 555 155 hoặc số 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào trang web dienmayNissan.com để tham khảo và tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì đừng quên nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật kịp thời nhất những video đến từ Điện Máy Nissan nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.